quầy có lấy giá trong cô cháu không? Dạ có. Cho cháu quầy để riêng ra nhé, để ngoài nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Cho cái miếng rồi. Cho chứ. Cho con cháu lấy ớt không? Ít rồi, ít rồi. Xíu à? Vâng, xíu à. Cắt chanh hay để riêng? Không chanh ạ. Bắt luôn hai em? Không. Quay 25 ngàn đây em. Vâng.